Tả Quân Quận Công Lê Văn Duyệt 1764-1832 là công thần trụ cột của nhà Nguyễn, nhà chính trị và nhà quân sự lớn. Quê tại Vàm Trà Lọt, làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường, sau là xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Ông theo chúa Nguyễn Phúc Ánh từ năm 17 tuổi, cùng với chúa Nguyễn Phúc Ánh và các tướng lĩnh khác lấy thành Bình Định, chiếm thành Phú Xuân, thâu đất Bắc Hà về cho nhà Nguyễn, giữ chức tổng trấn Gia Định Thành hai lần 1813-1816, triều vua Gia Long và 1820-1832, triều vua Minh Mạng. Lê Văn Duyệt là người ái nam ái nữ bẩm sinh chứ không phải tự hoạn làm thái giám. Ông thích đá gà và nuôi gà trọi. Sau này, do lập được nhiều công lao, khi lên ngôi, vua Gia Long đã gả một cung nhân tên Đỗ Thị Phẫn làm vợ ông. Ông vốn không ủng hộ việc Minh Mạng lên ngôi mà ủng hộ con của hoàng tử Cảnh khi vua Gia Long băng hà. Ông đã nhiều lần vượt quyền nhưng vì công lao và uy quyền quá lớn nên vua Minh Mạng không dám làm gì ông. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.